Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh tằm xíu mại mọi người, vô uống phải sữa đá mọi người. Đây mọi người, bánh tằm xíu mại mọi người. Này chế nước mắm mọi người, mặn lạt cho ăn thêm mọi người. Ly phơi sữa đá mọi người, của Nescafe mọi người. Mua dùm thử mọi người. Đổ mọi người. Mời mọi người vô ăn thôi mọi người. Này bánh tằm xíu mại mọi người. Này tại xíu mại ăn với bánh mì vậy mọi người. Cái nước nó cũng vừa ăn á. Này có bánh tằm để chan vô cho nên không biết là nó mặn lạt sao mọi người, tại cái nước nó cũng vừa ăn á cho nên không có chan nó, không mặn lạt thì để mắm thêm. Cũng được không mọi người, được mắm nữa thì theo mà. Xíu mại thơm mọi người, mặn mặn ngọt ngọt, vị nó hơi ngọt ngọt. Cái này đối với tôi mọi người là nó nhạt mọi người, nó bị lạc mọi người, nhưng mà đừng cái nó có vị đắng nhẹ mọi người, hợp với tôi mọi người, hợp luôn, nó vị đắng nhẹ là uống được. Cái này chắc phải thêm đường mà, để được này muỗng này chắc cỡ 3 muỗng quá, tại bình thường uống cũng 3 muỗng, còn muỗng kia thì chắc 2 muỗng. Thêm đường mọi người, cho về thì nó lạc, uống giống như cà phê giảo vậy mọi người, tại mới khôi mọi người, mới khôi gói đầu tiên uống thử, sau này có gì thì cân bằng thêm mọi người, nhưng mà uống nó có gì đáng nhẹ là được mọi người, tại khâu quen mọi người, khâu quen thôi, cái gì nó nhẹ. Đây thêm đường còn sao, chồng uống được mọi người, cũng ok. Chờ mấy lô kia về rồi uống thử làm sao mọi người. Bánh tằm mọi người, bánh tằm xíu mại mọi người, ăn được mọi người, ngon, cũng ok, cũng được. Cậu phải sợ uống được mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng, cho công ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.